Rồi ok, xin chào các bác. Thì thường thường ấy, khi các bác mua một cái điện thoại LG nào đó ấy, các bác sẽ được tặng kèm một cái bộ sạc cáp mà thương gia hay nói là sạc cáp theo máy ấy. Nhưng mà em thấy đa số ấy, là cái bộ sạc cáp đấy nó không phải là hàng theo máy đâu. Nó là cái hàng linh kiện. Nó sẽ là hàng như này này. Đây là cái củ của Dongo này. Và nó cũng chỉ là hàng linh kiện thôi. Em cũng có tháo ra rồi đây. Tuy nhiên ấy, cái hàng linh kiện này là hàng do nhà máy LG sản xuất cho nên nó cũng khá là ngon và các bác có thể hoàn toàn sử dụng được, có sạc nhanh bình thường. Còn đây là cái dây cũng hay được tặng kèm như này này. Đấy, thì dây này cũng là dây của LG và là cũng là hàng linh kiện thôi. Tuy nhiên em thấy là sử dụng nó vẫn được, các bác sử dụng nó cẩn thận một chút là cũng được. Tuy nhiên thì cái dây này theo phản ánh của một số anh em thì là sử dụng một thời gian nó hay bị đứt đứt ngầm ở chỗ này này. Đấy, thì các bác sử dụng cái này thì phải cẩn thận thôi. Và một số nơi nữa nhiều khi là các thương gia còn tặng các bác cái bộ sạc cáp của Samsung chẳng hạn, thì em không có cái bộ Samsung ngon ngon ở đây, nhưng mà nếu như các bác mà được tặng kèm cái bộ sạc cáp của Samsung hoặc là LG chẳng hạn thì các bác nên yêu cầu người bán ấy chụp hình cho các bác cái bộ sạc cáp đấy nó như nào, tại vì bây giờ ấy, cái sạc cáp LG và Samsung nó hàng lởm rất là nhiều. Đấy, ví dụ như đây là hai cái củ của Samsung nhưng mà nó là hàng hai củ lởm, nó thậm chí còn không có sạc nhanh, rồi nó cho ra cái dòng điện rất là nhấp nhô, nó không được ổn định ấy. Thì các bác nên khi mà mua máy các bác nên yêu cầu người bán ấy, chụp cho các bác cái hình ảnh của cái bộ sạc cáp ấy. Nếu như các bác thấy cái bộ sạc cáp đấy mà không phải là hàng ngon ấy, thì các bác nên từ chối không lấy cái bộ sạc cáp nữa, thì nó cũng sẽ giảm cái giá thành của cái máy đi một chút. Thường thường ít nhất là sẽ một đến 200 nghìn đấy. Thì trước đây những dòng LG cũ ấy, như kiểu là G2, G3 rồi G4 ấy, khi các bác sử dụng những cái củ sạc mà củ sạc lởm, củ sạc fake ấy, nó gây ra hiện tượng mà bị loạn cảm ứng rồi chết cảm ứng ấy. Hồi đó cũng khá là nhiều anh em phản ánh, thì cho đến thời điểm bây giờ ấy, cái hiện tượng mà loạn cảm ứng chết cảm ứng ấy, nó cũng đã rất là ít rồi. Tuy nhiên ấy, thì em vẫn khuyên các bác là không nên bao giờ mà sử dụng cái củ củ fake, củ lởm cả, tại vì ít nhiều ấy cái dòng nó không ổn định ấy, nó sẽ gây ra cái hiện tượng lỗi này lỗi kia, nhất là về cái phần màn hình ấy, thì các bác nên đừng bao giờ sử dụng những củ fake, củ kém chất lượng đó. Thì như em sử dụng LG lâu năm ấy thì em khuyên các bác ấy là nên tìm mua được một cái củ mà gọi là củ xịn theo máy luôn ấy, thì càng tốt. Nó sẽ có dạng kiểu kiểu như này này. Đây, đây là củ của Sulin này, đây là củ của chân nó to và nó phẳng băng luôn, và đây là củ xịn nhá. Đấy, hôm trước em có một clip mà phân biệt cái củ LG xịn, LG fake ấy, thì các bác xem lại nhé. Đấy, còn nếu như các bác không tìm được cái củ LG xịn như này ấy, thì các bác nên mua cái củ của hãng thứ ba chẳng hạn. Nếu các bác có điều kiện thì các bác mua cái củ của Anker hoặc là của OK hoặc là của hãng nào cũng được, nhưng tuy nhiên nó phải là củ chính hãng, củ được kiểm định chất lượng rồi anh em sử dụng lâu dài rồi các bác anh em phản ánh tốt đấy. Tuy nhiên thì cái củ của hãng thứ ba thường thường nó sẽ đắt hơn một chút, thì em khuyên các bác là nên mua một cái bộ củ và cáp sạc của cái hãng thứ ba như kiểu của Anker chẳng hạn thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, và các bác sử dụng được lâu dài, không chỉ sử dụng cho LG mà sử dụng cho những cái điện thoại khác cũng được. Còn nếu các bác nào muốn an toàn hơn và tốt hơn thì các bác mua một cái củ sạc dự phòng như kiểu của Anker như này này. Đấy, cái củ này em sử dụng nó 4 5 năm nay rồi. Nó rất là tuyệt vời, nó không bị cái dấu hiệu gì của việc mà bị chai pin hay là chất lượng kém chẳng hạn. Nó rất là tuyệt vời. Nó an toàn tuyệt đối luôn. Đấy. Còn cái việc mà dây cáp ấy thì em cũng khuyên các bác là nên mua mấy cái dây cáp của bên thứ ba ấy, nó chất lượng một tí. Ví dụ như em đang sử dụng cái dây chính hãng của Xiaomi đây này. Đấy, cái dây này em sử dụng nó khoảng 4 5 năm rồi. Nó rất là tuyệt vời, nó không bị xây xước gần như không xây xước một tí gì luôn. Nó vẫn rất còn rất mới, các chân đồng tiếp xúc ở trong này nó còn rất là mới và không vấn đề gì cả. Còn cái dây của nó ấy, được bọc dù này, bọc dù rất là đẹp và cứng cáp,
thời gian không làm ảnh hưởng gì đến nó cả. Đấy, dùng 4-5 năm rồi không thấy nó có vấn đề gì cả. Đấy, và nếu như các bác nào muốn một cái dây mà cũng có chất lượng tốt và còn có tự ngắt nữa thì các bác nên dùng cái dây của kiểu như của bay ớt này chẳng hạn. Đấy, cái dây bay ớt này em dùng cũng phải được khoảng 3-4 năm rồi. Thì em thường sử dụng cái dây này để cắm sạc qua đêm cho con LG này. Thì cái dây này tại sao em cắm sạc qua đêm ấy? Tại vì cái dây này nó có cái chế độ tự ngắt. Đấy, thì khi mà đến đầy 100% ấy thì cái dây này nó sẽ tự ngắt, không đưa cái dòng điện vào cái điện thoại nữa. Thì nhiều bác sẽ bảo là bây giờ điện thoại nó thông minh rồi, khi mà đầy nó sẽ tự ngắt. Nhưng mà thực ra em thấy là không phải như vậy đâu. Cái điện thoại bây giờ khi mà nó gần đầy nó sẽ bắt đầu là giảm cái dòng đi, và khi đầy 100% ấy nó vẫn sẽ có một cái dòng tầm khoảng 0.4 đến 0.5 A nó đi vào điện thoại để nó bù lại cái lượng điện năng mà nó bị mất trong quá trình chờ ấy. Thì ý là nó vẫn có cái dòng điện vào điện thoại nữa chứ không phải không nhé. Cho nên các bác ấy đừng nghĩ là điện thoại giờ nó thông minh rồi mà nó tự ngắt được đâu. Đấy, thì em khuyên các bác là nếu như các bác nào mà hay sử dụng sạc qua đêm ấy thì các bác nên sử dụng một cái sợi dây nó có tự ngắt kiểu như này. Thì trên thị trường nó cũng rất nhiều cái dây có chế độ tự ngắt như kiểu của Beyers hoặc của Hoco ấy. Thì như em sử dụng cả hai hãng này rồi, em thấy là cái Hoco nó chất lượng nó kém hơn một chút. Đấy, và cái Beyers này em sử dụng nó em thấy nó ổn định hơn và nó chính xác. Mấy năm qua em dùng nó chưa lần nào mà nó không tự ngắt hoặc là nó có vấn đề gì cả. Và cái chất lượng dây của nó cũng rất là tốt, cũng bọc dù cứng cáp và rất là bền bỉ. Đấy, những cái chân đồng tiếp xúc của nó cũng rất là tốt. Đấy, và các bác nên ấy, khi mà sử dụng cái dây sạc này ấy, các bác nên là thường xuyên cái vệ sinh cái bên trong của nó ấy. Đấy, tại vì cái khe này nó hay bị bám bụi, cho nên các bác chịu khó vệ sinh nó hàng tuần, hàng ngày thì càng tốt. Đấy, em cũng hay để cái bàn chải ở đây, thì khoảng rảnh rảnh là em lại đánh cho nó phát. Đấy, thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Đấy, không chỉ cái dây đâu mà ngay cả cái lỗ sạc của điện thoại thì em cũng rất là hay đánh nó, đánh cái bàn chải vào cái lỗ cắm của nó. Đấy, thì nó sẽ góp phần là đẩy cái bụi khi các bác sử dụng hàng ngày ra, nó sẽ góp phần làm cho cái hiện tượng mà hay bị lỗi như kiểu mất sạc nhanh rồi sạc chậm các thứ nó ít ít khi xảy ra. Đấy, còn nếu như các bác nào mà sử dụng được cái RV7 các bác đánh được ấy, thì càng tốt. Đấy, thì em có cái clip mà hướng dẫn các bác vệ sinh cái cổng sạc rồi cái dây sạc ấy. Đấy, em cũng có làm rồi đấy. Thì các bác chú ý là giữ gìn cho nó một tí thì nó sẽ được sử dụng lâu dài hơn. Đấy, chốt lại thì là em khuyên các bác là sử dụng cái bộ sạc cáp cho LG thì tốt nhất là các bác nên sử dụng một cái bộ sạc cáp zin theo máy như kiểu như này. Còn nếu như các bác là không mua được cái bộ zin theo máy ấy, thì thường là các bác sẽ không mua được đâu vì cái bộ đấy rất là hiếm. Thì em khuyên các bác là nên mua một bộ sạc cáp riêng của hãng thứ ba, em khuyên là nên mua của Anker. Thì các bác sử dụng cái bộ đấy cho cái nhu cầu sạc điện thoại lâu dài và không chỉ riêng cho LG đâu, tất cả các hãng điện thoại luôn, các bác nên mua cái bộ của bộ ngoài nhé. Còn nếu như các bác nào mua nếu như các bác nào thường thường bây giờ Samsung mà hoặc là Apple ấy, các bác mua hàng chính hãng thì không nói, các bác sẽ được tặng kèm cái bộ chính hãng thì rất là tuyệt vời rồi, thì không không cái không gọi bàn cãi nữa. Còn nếu các bác không mua hàng xách tay ấy, thường thường là người ta sẽ không không tặng kèm cái bộ sạc cáp, hoặc là có tặng kèm thì thường thường bộ đấy nó không được ngon cho lắm. Thì cho nên là em khuyên các bác là nên mua một dự phòng cho mình một cái bộ sạc cáp riêng và sử dụng được cho tất cả các hãng và sạc nhanh rồi 2.0, 3.0 đầy đủ. Đấy, thì nó sẽ ổn định hơn. Đặc biệt là cái LG nhà mình nó hay bị hơi kén sạc một tí thôi, đến những cái đời trước thôi, còn bây giờ nó không kén sạc cho lắm đâu. Thì các bác nên dùng cái bộ sạc cáp nào mà chính hãng, không phải là hàng fake là được. Đấy, nói chung là nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà các bác nên biết cách phân biệt cái hàng chính hãng và hàng fake thì các bác sử dụng thôi. Ok, chào các bác nhé.